Tập 46 Ngoại Long viếng tang Chu Du trở về Sài tang thì bệnh đã nguy cấp lắm rồi. Lỗ Túc và các tướng đều bên cạnh, cạnh cả. Du bảo Lỗ Túc rằng ta không phải là không muốn hết lòng báo nước nhưng số mệnh ta đến đây là hết rồi. Các ông nên thờ ngô hầu cho Thủy Trung để cùng dựng nên nghiệp lớn. Tiểu Kiều dẫn ba đứa con cũng vừa đến. Du dáng ngồi dậy viết một phong thư để dâng lên ngô hầu. Đại ý trong thư như sau Du tôi là kẻ bất tài may được đội ơn đãi ngộ đặc biệt ủy thác cho những việc quan trọng, thống lĩnh quân mã, đâu dám không dốc hết sức lực để đền đáp ơn dày. Nhưng sống chết khôn lường, ngắn dài có số, ý chí chưa đạt, thân thể đã tàn, bất hận kể sao xiết nỗi. Giờ đây, Tào Tháo ở phía Bắc, bờ cõi chưa yên, lưu bị ở nhờ, khác gì nuôi hổ, việc trong thiên hạ chưa biết thế nào. Chính lúc này là lúc kẻ làm bề tôi phải hy sinh vất vả, vua chúa phải lo lắng gian lao. Lỗ Túc là người trung liệt, gặp việc không cầu thả, có thể thay tôi. Con người lúc sắp chết thì lời nói thường đúng nếu được lượng trên soi xét, tôi chết cũng không đến nỗi uổng. Rồi nhờ Tiểu Kiều dẫn ra ngoài ngắm mặt trời mọc lần cuối. Chu Du ngất đi một lúc, rồi dần dần lại tỉnh, ngửa mặt lên trời thở dài mà than rằng, trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra lượng. Du kêu luôn mấy tiếng rồi mất, thọ 36 tuổi. Người sau có thơ than rằng, xích bích anh hùng nổi tiếng a phong lưu tuổi trẻ bậc tài hoa, thành thơi chén rượu từ lời bạn, thanh thoát cung đàn tỏ ý xa, xích bích dẹp tan muôn hổ báo, giang nam riêng mở một sơn hà, ba khâu mệnh bạc từ đây nhé, lệ ứa hai hàng ruột xót xa. Các tướng đem thi hài Chu Du về quản ở ba khâu, rồi sai người mang thư về báo với tôn quyền. Quyền nghe tin Chu Du mất liền khóc vang lên, rồi mở thư ra xem, thì là thư Chu Du tiến cử lỗ túc để thay mình. Ngay hôm ấy, quyền phong lỗ túc làm đại đô đốc thống lĩnh cả ba quân rồi sai người rước linh cữu của chu du về táng nói về khổng minh ở kinh châu đêm xem thiên văn thấy có một ngôi tướng tinh rơi xuống đất cười mà nói rằng chu du chết rồi đến sáng khổng minh qua nói chuyện với lưu bị khổng minh nói người thay chu du thống lĩnh binh quyền chắc là lỗ túc tôi xem thiên văn thấy tướng tinh tụ ở phương đông vậy xin sang giang nam một chuyến mượn cớ viếng tang để tìm hiền sĩ về giúp chúa công Lưu Bị nói, chỉ ngại các tướng sĩ Đông Ngô muốn hại tiên sinh. Khổng Minh nói, khi Chu Du còn sống, tôi còn chẳng ngại, nay hắn ta chết rồi, còn lo gì nữa. Nói đoạn, sai triệu tử Long dẫn 500 quân, đem đồ lễ xuống thuyền, đến thẳng ba khâu viếng tang. Dọc đường, được tin lỗ túc đã lĩnh chức đô đốc, linh cữu Chu Du đã đưa về xài tang, Khổng Minh bèn đi tắt sang đó. Chính phủ học Cam Ninh và các tướng muốn giết Khổng Minh trong lễ tang. Hôm sau đại lễ tang bắt đầu, Khổng Minh cũng vừa đến. Cam Ly trông thấy liền rút kiếm nhảy xuống định giết Khổng Minh nhưng bị Triệu Văn cản lại, hất văng thanh kiếm của Cam Minh xuống đất. Lỗ Túc thét cả hữu lui ra. Khổng Minh nhặt thanh kiếm trao lại cho Trình Phổ. Phổ gượng gạo nhận kiếm mà trong lòng tức lắm. Lỗ Túc mời Khổng Minh vào nhà trong. Khổng Minh sai bày lễ vật trước linh vị Chu Du, thân rót rượu tưới xuống đất, rồi quy xuống đọc một bài văn tế rằng: Than ôi, công cần, chẳng may trời hại, thọ yểu số trời, ai không ái ngại rót chén rượu này, ta lòng ta xót xa, ông có khôn thiên, chứ dám cho ta. Viếng ông thở nhỏ, chơi với bá phủ, trọng nghĩa khinh tài, nhiều nhà điều cho nhau. Thương ông trẻ trung, có ý đền cao đền xa, gây dựng nghiệp bá, đền riêng một sơn hà. Khen ông sức khỏe, chân giữ ba khâu, cảnh thăng mất vía, tôn sách yên lòng. Thương ông trai trẻ, sánh với tiểu kiều, rể tôi nhà Hán, xứng đáng trăm điều. Thương ông khí khái, ngăn việc hàng tào trước chưa chấp cánh, dần dần bay cao. Thương ông khôn ngoan, tưởng cán đến dụ, chén rượu thành thơi, tào man mắc mẹo. Thương ông có tài, văn võ kiên toàn, hỏa công phá tào, chuyển nguy thành an. Thương ông khi ấy, anh hùng gây gớm. Lệ tuôn hai hàng, thương ông mất sớm. Lòng thì trung nghĩa, hồn thì anh lên, mới ba chục tuổi, nghìn thu nêu danh. Ruột ta giàu dĩ, thương ông tha thiết, trăm thảm nghìn sầu, kể sao cho xiết. Trời mây mịt mù, ba quân xót xa, chủ thì sù sụt, bạn thì lệ xa. Lượng tôi bất tài, xin mẹo cầu mưu, giúp ngô chống tào, phò hán yên lưu. Lập thế ỷ dốc, cứu giúp Điều nhau cùng, kẻ mất người còn, xót ruột đau lòng. Than ôi, công cẩn, đã biệt nhau cung, rồi, thôi nói chi nữa, thế là xong đời. Hồn có khôn thiêng, soi thấy can tâm, từ nay thiên hạ, ai kẻ tri âm. Than ôi, thương thay, phục duy thượng hưởng. <laughs> Khổng minh tế xong, gục xuống đất khóc, nước mắt giàn ruộng như suối, đau đớn vô cùng mọi người cũng than khóc thảm thiết lắm rồi bảo nhau người ta nói khổng minh không hòa với công cần nay xem tình thương xót thế này mới biết họ toàn nói nhảm cả lỗ túc thấy khổng minh thương khóc cũng ứa nước mắt nói khổng minh vẫn là người tử tế chỉ vì công cần hẹp hòi tự rước lấy cái chết đó thôi lỗ túc đặt tiệc khoản đãi khổng minh tiệc xong khổng minh từ biệt ra về vừa sắp xuống thuyền bỗng có một người đội mũ áo đạo sĩ, một tay nắm lấy khổng minh cười hà hà nói, ngươi đã làm chu du tức mà chết lại còn đến viếng tang rõ ràng coi thường đông ô không còn ai nữa chăng <laughs> khổng minh vội trông lại xem ai thì là phượng sổ tiên sinh bảng thống khổng minh cũng cười lớn dắt tay nhau lên thuyền nói chuyện khổng minh viết một phong thư đưa cho bảng thống và dặn tôi chắc tôn quyền không trọng dụng được ông nếu có điều gì không như ý xin hãy sang kinh châu giúp lưu huyền đức với tôi huyền đức là người khoa nhân trung hậu tất không phụ cái học của ông thống nhận lời, rồi từ biệt khổng minh. Nói về lỗ túc sau khi tiễn biệt khổng minh thì tiến cử bàng thống thay chức mình với tôn quyền. Thống đến thi lễ xong, quyền trông thấy bàng thống lông mày rậm, mũi lõ, mặt đen, dâu ngắn, hình dung cổ quái, có ý không bằng lòng, liền khéo léo từ chối. Túc lại tiến cử bàng thống với lưu bị, nhờ giúp làm cho tôn, lưu hai nhà không đánh lẫn nhau, cùng chung sức phá tảo. Bàng thống liền cầm thư của lỗ túc, sang thẳng Kinh Châu ra mắt lưu bị. Bây giờ Khổng Minh đi kinh lý bốn quận chưa về. Nha lại vào bảo có danh sĩ ở Giang Nam là bảng thống đến. Lưu Bị từng nghe tiếng thống đã lâu, liền sai mời vào. Lưu Bị thấy thống xấu xí, cũng tỏ vẻ không vui liền hỏi, ông từ xa đến đây, khí vất vả lắm nhỉ. Thống chưa đưa thư của Khổng Minh và lỗ túc vội, chỉ đáp rằng, nghe tiếng ngài yêu người hiền, trọng kẻ sĩ, nên tôi cũng đến ý kiến. Lưu Bị nói, hai miền kinh, sở vừa tạm sắp xếp yên ổn, chưa có chức gì khuyết, về phía đông bắc cách đây 130 dặm, có huyện Lỗi Dương khuyết một chức tri huyện, ông hãy làm tạm vậy, sau này cần đến sẽ xin trọng dụng. Bàng thống nghĩ Lưu Bị đãi mình sao bạc bẽo thế, muốn trổ tài ra cho biết, nhưng vì khổng minh không có mặt ở đây nên phải gượng vâng lời, từ biệt trở ra. Thống đến huyện Lỗi Dương, không nghĩ gì đến việc cai trị, chỉ uống rượu say khớt suốt ngày. Bao nhiêu việc tiền lương, kiện cáo, xếp cả một xó. Lưu Bị biết tin, lập tức gọi Trương Phi cùng Tôn Càn đến thẳng huyện Lỗi Dương hỏi tội. Trương Phi tới nơi thì thấy bàng thống còn đang say rượu chưa tỉnh thì giận lắm, muốn bắt ngay để vấn tội. Tôn Càn can rằng bàng thống là người cao minh, chưa nên vội vã. Hãy vào huyện hỏi xem làm sao, nếu không phải, sẽ trị tội cũng chưa muộn. Phi giận nói, anh tôi tưởng ông là người giỏi, cho làm chi huyện, sao ông dám bỏ hết cả việc quan. Thống cười nói, tướng quân bảo tôi bỏ những việc gì. Phi nói, ngươi đến huyện hơn 3 tháng nay, cả ngày chỉ mê man chè rượu, có coi đâu đến chính sự mà trả bỏ thông đáp, cái thứ huyện nhỏ này được mấy nỗi công việc, có gì mà phải coi xét. Tướng quân hãy ngồi thư lại một lát, tôi xin giải quyết đâu đấy ngay cho mà xem. Lập tức sai nha lại đem hết công việc tồn động trong ba tháng đến để phân xử. Nha lại tiêu tít ôm cả một tập văn án ra. Những người kiện cáo đứng vòng quanh cả dưới thềm. Thống mở văn án ra xem, tay thì viết, miệng thì phê phán, tay thì nghe người thưa bẩm, phải trái phân minh, không sai một sợi tơ sợi tóc nào. Nhân dân đều cúi đầu bái phục. Chưa đầy nửa buổi, bao nhiêu giấy má phê xong hết, không soát việc gì. Thống quẳng bút xuống đất nói, bỏ bê việc gì nào. Tào Tháo, tôn quyền ta còn chẳng coi vào đâu, huống chi một cái huyện danh này, việc gì mà phải bận lòng. Phi giật mình, vội xin lỗi và mời bàng thống về Kinh Châu. Phi nói, tiên sinh thật là bậc cao tài, tiểu tử có mắt mà như mù. Vậy xin hết sức tiến cử tiên sinh với anh tôi. Lúc bấy giờ Khổng Minh cũng đã đi tuần về, Trương Phi thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Lưu Bị thất kinh, vội ra đón Bàng Thống vào rồi nói: Khinh Đãi Đại Hiền quả thực là lỗi tại ta. Lúc này Bàng Thống mới đưa bức thư giới thiệu của Lỗ Túc và Khổng Minh cho Lưu Bị xem. Ngày trước Tư Mã Huy có nói: Phục Long và Phượng Sổ được một trong hai người thì đủ yên thiên hạ. Nay Lưu Bị đã được cả hai, không biết có gây lại được cơ đồ nhà Hán hay không? Xin xem các tập sau sẽ rõ.